Ông chủ, tính tiền. À, có liền. Dạ, của cậu một cắc ạ. Dạ. Wow, viên ngọc đẹp quá. À, vật gia bảo của nhà cậu hả? Hay là cậu mua của ai vậy? À, viên ngọc này đó hả? Ờ. À, có người tặng tôi. Tôi thấy vui mắt cho nên tôi giữ vậy thôi. Chứ tôi không biết nó có giá trị gì hay không. Đây. Đúng là đẹp thiệt ha. Cảm ơn. Dạ của ông. Dạ cảm ơn cậu. Nè bà, mà chuyện này trùng hợp ghê á. Nhà quan phủ mới báo có trộm lấy mất nhiều vàng bạc châu báu. Mà sao hắn ta lại có viên ngọc đó? Tôi cũng nghi lắm. Nhìn hắn đâu phải giàu có gì đâu, sao lại có viên ngọc đẹp vậy chứ? Đây rồi kìa. Báo quan đi. Đi. Nó kìa, bắt lấy nó. Cầm lại. Nè, đưa lại. Nè, nè. Đi, đi. Sao lại bắt tôi? Nè, tôi có làm gì đâu. Đi. Sao lại bắt tôi chứ? Nè, thả tôi ra đi. Nè. Tên kia, ngươi nói rằng viên ngọc này là của một bà lão ở trong rừng tặng cho ngươi để trả ơn nhà ngươi hay sao? Dạ bẩm quan, đúng là như vậy. Tiểu nhân không dám nói dối nửa lời. Vậy ngươi đàn bà đó làm cái gì? Dạ bà ta chỉ kiếm củi đắp đổi qua ngày. Dạ bà ta sống với một người con gái, họ ở giữa rừng ạ. Quan rừng. Trong rừng tại sao lại có một người đàn bà và một cô gái sinh sống chứ? Ngươi đang vẽ chuyện để hòng che giấu tội trộm cắp của nhà ngươi phải không? Dạ tiểu nhân không hề bị đặt. Dạ chuyện là như vậy. Bà ơi, sao bà lại ngồi đây? Nhà bà ở đâu? Nhà tôi á, ở tuốt trong rừng sâu á. Tôi đang kiếm củi, tự nhiên á, chân tôi tê nhức quá, tôi không có đi về nổi. Vậy để con vác củi về nhà cho bà nha. Cậu nói thiệt sao? Chứ nhà tôi á, ở xa lắm á. Dạ không sao, bà ở đâu con cũng sẽ đưa bà về tới nhà. Bà cứ yên tâm đi. Với lại con cũng khỏe mạnh mà, đi xa một chút có sao đâu bà. Dạ mình đi. Cảm ơn cậu nha. Đây để con dìu bà. Rồi từ từ. Cậu đi đâu mà đi qua khu rừng này? Không giấu gì bà, con có việc cũng muốn lên trấn Nam Bình. Tới đây á, chắc là chỉ mới được nửa đường tới trấn Nam Bình thôi cậu à. Vậy là cậu phải đi ngang qua làng Son rồi mới tới nơi đó. Vậy sao bà? À, tới làng Son á, cậu có dừng chân nghỉ ngơi ở đó không? Sao phải ghé làng Son nghỉ ngơi ạ? Ủa, bà biết ai ở đó sao? À không, ta chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Thì đi xa cậu cũng phải ghé đâu dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống một chút chứ. À dạ phải, bà nói đúng ha. Mọi chuyện cứ tùy duyên vậy. Biết đâu cậu là người ta chờ đợi từ đó tới giờ. Bà nói vậy là sao? Con không hiểu. Bà muốn nhờ cậy con gì chứ? Thì nhờ cậy cậu đưa tôi về nhà nè.
À, dạ, việc này thuận đường thôi mà, chứ còn sao để bà giữa rừng sâu một mình như vậy chứ. Ừ, cậu đúng là chàng trai tốt bụng. Có lẽ ông trời đã đưa cậu tới cho ta. Chắc đây là ý trời rồi. Bà nói gì con không hiểu gì hết. Ừ, thôi mình về nhà nha cậu. Dạ. Ừ. Thực ra đó cũng không phải là nhà, mà đó chỉ là một túp lều ở tạm ở trong rừng thôi. Lúc đó tiểu nhân còn gặp được người con gái của bà ta, nhưng mà tiểu nhân không nhìn rõ mặt, bởi vì cô gái đó lúc nào cũng cúi gặp mặt, giống như là cô đang tránh né ai đó vậy. Người đàn bà đó nói do cô ấy mặc cảm, dung mạo của cô ấy không được xinh đẹp, cho nên là cô ấy không dám gặp mặt người lạ. Sau đó người đàn bà mời tiểu nhân dùng cơm. Và khi cơm nước xong thì trời cũng đã sụp tối. Tiểu nhân sợ đi đường gặp nguy hiểm, cho nên là bà ấy đã mời tiểu nhân tá túc qua đêm. Chính vì vậy mà tới sáng hôm sau tiểu nhân mới lên đường. Và lúc trước khi chia tay, bà ta nói tiểu nhân là người tốt, cho nên đã tặng viên ngọc này cho tiểu nhân ạ. Cảm ơn bà. Vũ Trá, viên ngọc quý giá như vậy chỉ có vua quan mới có, làm sao có chuyện một người đàn bà nghèo hèn sống trong một túp lều rách nát ở giữa khu rừng mà bà ta lại có để tặng cho nhà ngươi? Mau khai thật với bổn quan, ta sẽ thương tình mà giảm tội nhẹ cho nhà ngươi. Nói mau, ngươi ăn trộm viên ngọc này ở đâu? Dạ tiểu nhân không dám nói dối, xin đại quan hãy soi xét. Xảo trá, lính đâu? Dạ, mau giải hắn vào ngục. Dạ, chờ ta tra xét rồi mang ra xử sau. Dạ. Đại quan à, tiểu nhân bị quan mà. Đại quan, tiểu nhân không có ăn cắp mà. Đại quan, xin hãy soi xét. Chắc là bị quan thiệt rồi đó. Phải đường. Viên ngọc thật là đẹp, mà hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. À, hình như ta thấy ở dinh của quan Trượng Thư. Người đâu, mau chuẩn bị kiệu cho ta. Dạ. Mời ngài coi. Là Minh Châu. Minh Châu là
là con gái. Phu nhân à, phu nhân bị làm sao vậy? Người đâu? Mau đưa phu nhân về phòng, gọi thái y nhanh lên. Phu nhân làm sao vậy? Phu nhân tỉnh rồi sao? Vậy thì hay quá. Quan Nguyện đâu rồi ông? Cho tôi gặp ông ấy đi. Ông ta về rồi. Lúc nãy tôi cũng xúc động như mình vậy. Nhưng mà viên ngọc ấy từng là của mình, nhưng bây giờ đã thuộc về một chàng trai. Cậu ta được bà lão trả ơn vì đã giúp bà ta một vài chuyện lặt vặt. Người đàn bà ở trong rừng sao? Tôi đã nhờ người kêu cô ta tới đây rồi. Nhưng mà phu nhân có liên tưởng tới sự mất tích của đứa con gái mình không? Vì giận quá mất khôn, vì tôi đã xua đuổi nó, từ đó tới nay cũng chưa bao giờ gặp lại. Con ơi là con, có phải con còn sống và ẩn giật ở đâu đó không? Tại sao con không quay về thăm mẹ? Mẹ chờ con đến mỏi mòn. Minh Châu ơi là Minh Châu. Ta thật không hiểu nổi. Hai lần trước phu nhân mang thai rất là mạnh khỏe, mà sau lần mang thai này lại mệt mỏi như vậy. Ta không muốn nàng và quý tử của ta xảy ra chuyện gì đâu. Phu quân à, chàng đừng có nói như vậy. Thiếp sợ không sao đâu. Mà sao chàng chắc là con trai vậy? Ta có linh cảm đứa bé trong bụng là con trai. Dạ bẩm đại nhân, có một người dân chài xin ý kiến ngài. Ông ta nói là có một vật quý có thể chữa lành bệnh cho phu nhân. Vậy à, mau mời ông ta vào đây, nhanh lên. Dạ. Dạ mời vào. À, ông có vật gì để đưa cho ta? Dạ bẩm đại quan, sáng nay tiểu nhân đi kéo lưới thì bắt được một con cá, trong miệng nó có ngậm một viên ngọc này. Mà theo các bô lão trong làng, viên ngọc xanh này là báu vật của biển cả, lưu truyền nếu ai có bệnh nặng chỉ cần chà ra một ít bột pha vô nước uống sẽ khỏi ngay. Nghe nói phu nhân đang mang thai nhưng không được khỏe, nên tôi có viên ngọc này nghĩ đến bà ngay. Tôi xin dâng lên cho ngài. À, vậy à, được, à, được. Ta sẽ nhận. Ta cảm ơn người. Người đâu? Dạ. Dạ. Mau lấy bạc thưởng cho ông ta và tiễn ông ta về. Dạ. Dạ chào ngài. Mời ông theo tôi. Người hầu đâu? Dạ. Dạ ông cho gọi con. Mang viên ngọc này vào cho thái y thử. Dạ. Nè, dặn ông ta cà thành bột rồi pha với nước nóng đưa cho phu nhân uống. Nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ, con xin phép. Là con trai phải không phu nhân? Là con gái sao? Con ơi là con ơi, Minh Châu ơi, Minh Châu ơi. Vì không có đứa con trai như kỳ vọng, chồng ta đã ghẻ lạnh với đứa con gái út từ khi mới lọt lòng. Điều lạ lùng là cô con gái út của ta chưa hề rơi nước mắt hay cất tiếng qua từ lúc mới chào đời.
Cho đến một hôm, đứa bé chạy ra mừng đón cha mình về. Nhưng ông ấy đã hất hủi, xua đuổi, lạnh lùng bỏ đi. Đứa bé bỗng òa khóc, rồi từng giọt nước mắt của nó rơi ra, trở thành những viên ngọc màu xanh, y như viên minh châu mà trước đây ta đã uống khi mang thai. Con, đừng có khóc con. Nín đi nha. Con ha. Con. Đừng có khóc. Con à, sao vậy con? Hả? Sao vậy? Sao kể từ ngày phát hiện ra điều lạ lùng đó, con gái của ta trở nên lớn khôn và xinh đẹp hơn người. Nó lại rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, chỉ âm thầm làm chứ không đầu môi chót lưỡi như những người khác. Cha nói là đi vài ngày rồi về, vậy mà gần nửa tuần trăng rồi cũng chưa thấy cha về nữa. Chắc là cha bận việc triều chính, xong việc là cha về liền à. Sao em nói chuyện có vẻ lạnh lùng dửng dưng vậy Minh Châu? Bộ em không nhớ cha hả? Có chứ, em nhớ cha nhiều lắm. Chị thì lại không thấy như vậy. Chị thấy chẳng bao giờ em chạy tới ôm cha khi cha về. Hay là chưa bao giờ thấy em nói thương cha giống như là tụi chị. Minh Hồng, em nói thử coi em thương cha làm sao cho Minh Châu nghe đi. Em xem cha như những viên ngọc đắt giá nhất trên thế gian này. Phải vậy chứ. Còn chị á hả? Chị thương cha giống như là tất cả những vàng bạc châu báu có trên đời này. Minh Châu, còn em thì sao? Em á hả? Em thương cha như là thương muối vậy đó. Cái gì? Chị có nghe lầm không? Thương cha như muối là sao? Không, chị không có nghe lầm đâu. Em rất thương cha. Đối với em, trên thế gian này không có gì quý giá và cần thiết hơn muối. Vì vậy, dạ, cha cho gọi con. Ngồi xuống đi, cha muốn hỏi con một chuyện. Con nói rằng con thương cha như muối có đúng không? Dạ phải. Đối với con, muối là thứ vô cùng quan trọng và cần thiết. Món ngon cỡ nào mà thiếu muối cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Vì vậy, con thương cha như là thương muối vậy đó cha. Hỗn xược! Cái thứ tầm thường rẻ tiền đó mà dám so sánh với ta sao? Bao nhiêu năm ta dạy con nên người, để bây giờ con thốt ra những lời khó nghe như vậy sao hả Minh Châu? Ta quá thất vọng về con. Nếu mà còn bất kính như vậy rồi thì ta cũng không muốn nhìn mặt con nữa. Ông à, ông bớt giận đi ông. Cha. Minh Châu à, con xin lỗi cha đi con. Mẹ à, con không có làm gì sai. Con rất yêu kính cha mẹ, chứ không hề có ý bất kính. Con không thể nào nói khác được. Vì con thật sự thấy muối là thứ quý giá nhất trên thế gian này. Không có vàng thì người ta vẫn sống được, nhưng mà không có muối thì cuộc sống. Con câm miệng đi, thật là quá quắt mà. Người đâu, lôi nó ra ngoài đường cho ta. Ta không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Ta cấm. Ông à, ta cấm tất cả mọi người, không ai được mở cửa cho nó vào. Kẻ nào trái lệnh ta
ta sẽ tống cổ ra đường, ở cùng với đứa con gái hỗn xược này luôn. Mình ơi, mình đừng giận quá mà nói vậy. Mình bình tĩnh lại đi mình. Bình tĩnh lại mà nghe con nó giải thích đi mình ơi. Còn giải thích cái gì nữa? Chẳng phải mọi chuyện rõ ràng rồi hay sao? Cha, nếu như quý muối như vậy thì nó hãy thay muối luôn đi. Mình... đi, đi ra khỏi nhà ta. Mẹ, mẹ đưa con tới đây được rồi, mẹ quay vào trong nhà đi, nếu không cha lại la đó. Đây là địa chỉ nhà người quen của mẹ. Con hãy tới đó tá túc vài ngày, đợi ít bữa cha con nguôi giận, mẹ sẽ nhất định qua đó đón con về. Con ráng chờ mẹ nghe Minh Châu. Con không có sao đâu mà mẹ. Mẹ à, mẹ đừng có lo nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con đi nha mẹ. Con à, đừng đi con à. Minh Châu, hôm nay ai nấu cơm mà khó ăn vậy? Cái món này vừa cứng vừa nhạt, nhai như là nhai rơm vậy. Ông cũng biết ngon dở nữa sao? Bà nói móc nói méo gì lạ vậy? Tại tôi thấy ông chưa bao giờ khen ngon. Những lần trước chỉ có mình tôi khen ngon, còn ông thì chẳng nói lấy một lời, dù chỉ là động viên con nhỏ. Thì tôi không có nói gì, có nghĩa là tôi khen. Mà hôm nay nhà bếp ai nấu vậy? Kêu mấy đứa nó lên đây để tôi hỏi. Tôi nấu đó. Hôm nay thức ăn nó nhạt và khó ăn như vậy là do tôi không có bỏ muối. Tôi tưởng ông không có thích muối cho nên tôi không có bỏ vô đó. Ờ vậy hả? Bây giờ ông đã hiểu Minh Châu nó thương ông như là thương muối là như thế nào chưa? Nó thương ông như muối, vì đối với nó muối là thứ cần thiết nhất. Không có ngọc ngà châu báu trong tay, ông vẫn có thể ăn ngon miệng. Còn món ăn mà thiếu muối thì còn gì là mỹ vị thế gian nữa chứ. Tình cảm nó đối với ông rất là sâu sắc đậm đà, chỉ là nó không biết dùng từ hoa mỹ để diễn tả cho ông hiểu thôi. Vậy mà ông nỡ lòng nào quát mắng đuổi xô nó đi chứ. Thôi bà đừng có khóc nữa, tôi đã hiểu con gái mình rồi. Tại tôi nóng giận quá cho nên tôi đã đối xử không tốt với con mình. À, thôi được rồi, tôi sẽ cho người tìm nó về. Ông à, ông kêu nó về thiệt hả? Vậy để tôi kêu người qua trước nó về liền. Ủa, vậy bà biết nó ở đâu sao? Tôi biết. Thế nhưng khi ta cho người đến nhà người quen để rước con gái về thì mới biết là nó không có đến đó. Ròng rã mấy tháng trời, chúng ta đã cho người đi tìm khắp chân trời góc bể, nhưng con bé vẫn bật vô âm tính. Nhưng ta vẫn tin rằng con gái của ta còn sống. Vậy phu nhân muốn gặp tiểu nhân là có ý gì? Chẳng lẽ là có liên quan tới tiểu thư đã mất tích năm xưa? Phải. Viên ngọc cậu mang bên mình giống như viên ngọc Minh Châu của con gái ta mỗi khi nó khóc. Khi nó khóc là những viên ngọc đó rơi ra. Ta muốn gặp hai mẹ con người đàn bà ở trong rừng. Bà ta đã có viên ngọc của Minh Châu thì chắc chắn có liên quan tới con gái của ta. Cậu mau dẫn đường cho ta tới đó được không? Dạ, hướng này. Là ở đây. Dạ, chào bà. Dạ, chào bà. Dạ, chào ông bà. Con ơi, mau đem nước ra mời khách đi con. Dạ. Yeah.
Minh Châu. Mẹ. Minh Châu. Cha. Đúng là con rồi. Con của mẹ. Mẹ. Cha. Tại sao lúc đó con không qua nhà người quen của mẹ ở? Con có biết là mẹ đã lo cho con như thế nào khi biết con không ở đó hay không? Thật ra lúc đó con cũng định đến, nhưng mà trên đường đi con chẳng may gặp bọn cướp. Chúng cướp hết hành lý, con tính dở trò đồi bại với con nữa, cho nên con phải bỏ chạy sang hướng khác. Vì vậy đã lạc đường vào tận rừng sâu. Trời ơi, tội nghiệp con tôi quá. Con có bị chúng làm gì không? Dạ không. Mẹ à, mẹ đừng đau lòng quá, mọi việc đã qua rồi. Lúc đó con may mắn chạy thoát nên không sao hết. Con chỉ mệt và đói nên con xỉu ngay trước ngôi nhà này. May mà mẹ nuôi phát hiện kịp, đã đưa con vào nhà và cưu mang con cho tới bây giờ. May mà con còn sống và khỏe mạnh như vậy, nếu không cha mẹ sẽ rai rứt cho đến khi nhắm mắt. Nhưng mà sao cha mẹ lại tìm được con vậy? Là nhờ viên ngọc mà cậu ấy mang theo. Nhờ nó mà chúng ta mới biết con còn sống và đang ở đây đó. Thật ra nhờ có viên ngọc mà con được gặp lại cha mẹ. Đó là viên ngọc cuối cùng con khóc mà hóa thành. Một thời gian khi ở cùng mẹ nuôi thì con không có khả năng này nữa. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ tặng cậu ấy để cảm ơn lòng tốt của cậu ấy thôi. Còn chuyện cha mẹ con nhìn thấy nó và tìm được đến đây là do duyên, chứ ta không làm gì cả. Minh Châu à, bây giờ con có giận cha, con ghét cha như thế nào thì cha cũng không oán trách con nữa lần. Thôi, chuyện này mình nói hoài cũng không hết. Chúng ta hãy mau đưa con gái về, rồi dọc đường mình sẽ hàn huyên tiếp. Minh Châu à, con mau chào tạm biệt mẹ nuôi rồi đi về đi con. Chúng ta cùng về nhà. Thưa cha, thưa mẹ, quả thật lúc trước con rất buồn và giận cha. Nhưng mà thời gian trôi qua, con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở trong khu rừng này cùng với mẹ nuôi. Ở đây tuy là không giàu có về tiền bạc nhưng mà đầy tình người. Với lại mẹ nuôi của con đã lớn tuổi, con muốn ở lại đây để chăm sóc cho người, cũng coi như là trả ơn mẹ nuôi đã cưu mang và chăm sóc cho con. Thỉnh thoảng con sẽ lên kinh thành để thăm cha mẹ. Con nói vậy là sao? Con không muốn về với cha mẹ sao con? Con có biết là cha mẹ đã nhớ thương con như thế nào không?
con. Minh Châu à, về với mẹ đi con. Về với mẹ, về ở với mẹ. Hay là như vậy đi, nếu mà không phiền thì hãy về cùng Tư Gia với ta, sống cùng gia đình ta và Minh Châu. Con bé sẽ có cơ hội chăm sóc và trả hiếu cho bà. Vợ chồng ta cũng sẽ được gần con và trả ơn cho bà nữa. Đúng rồi, bà hãy về sống với chúng tôi nha bà. Về với chúng tôi nha bà. Dạ, như vậy được đó cha mẹ. Thôi được, tôi xin thuận theo ý ông bà. Nhưng mà tôi chỉ xin ông bà căn nhà nhỏ như thế này, nếu mà không có phiền. Chứ nhà cao cửa rộng quá, tôi ở không có quen. Được, tất nhiên là được rồi. Em ăn đi. Cảm ơn chị. Ngoan lắm. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho em sống mà quay về đây. Từ khi em đi, chị thấy ân hận lắm. Chị sợ em bị thương, sợ em bị đói, rồi không đủ áo ấm để mặc mỗi khi trời lạnh. Nếu không phải do chị mét với cha chuyện đó, thì cha cũng đâu có biết mà đuổi em đi. Không phải, là do chị. Nếu như mà chị không ép em nói thì đã không có chuyện gì rồi. Em đừng có buồn hai chị nha. Thiệt tình là chị cũng không có ngờ là cha nổi giận tới như vậy. Không sao đâu chị hai, chị ba. Em đâu có buồn giận gì đâu. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Với lại nếu hai chị không nói thì sớm muộn gì cha cũng biết thôi. Mấy chị đâu có làm gì sai. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã đoàn tụ rồi sao? Em nói vậy thì chị đỡ day dứt trong lòng. Mấy năm nay không có đêm nào chị ngủ ngon, cứ nhắm mắt là nghĩ tới em. Không biết là em đang lưu lạc nơi đâu. Nghĩ tới là chị lại khóc. Kể từ hôm nay chị sẽ cố gắng bù đắp lại cho em. Dạ, cảm ơn ông bà đã tiếp đón tiểu nhân mấy ngày qua. Bây giờ đến lúc tiểu nhân cũng phải đi rồi. Khoan đã, mấy hôm nay ta quá vui mừng vì gặp lại con gái nên chưa nói lời cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà gia đình ta mới có dịp đoàn tụ như ngày hôm nay. Cảm ơn cậu nhiều lắm. À, cậu nè, nếu không có cậu thì chúng ta đã không gặp được con gái của mình. Biết đâu là cả đời cả kiếp. Vậy mà ta cũng chưa có một lời cảm ơn tử tế nào đối với cậu. Ta cảm ơn cậu nhiều lắm. Ta sẽ ban thưởng bạc vàng cho cậu thật hậu hĩnh. Dạ, tiểu nhân có làm được gì đâu. Tiểu nhân chỉ tình cờ xuất hiện và nhìn thấy tiểu thư mà thôi. Nếu không phải tiểu nhân á, thì người khác cũng sẽ giúp ngài như vậy thôi. Vì vậy tiểu nhân xin phép được từ chối những thứ mà ngài đã ban. Cậu từ chối sao? Bây giờ như thế này, cậu thích cái gì cậu nói đi, ta sẽ ban thưởng cho. Xin phép cả nhà cho tôi được nói một câu. Được rồi, bà cứ nói đi. Cậu nói cậu không có vai trò gì trong chuyện này, ta không đồng ý. Nếu mà người khác thì họ sẽ không tử tế giúp ta mang gánh củi về nhà, và vì thế sẽ không bao giờ gặp được con gái của ta. Đó không phải do cậu và Minh Châu hữu duyên với nhau hay sao? Ý của bà có phải là... Dạ, tôi muốn
xe duyên cho cả hai. Không biết quan thượng thư và phu nhân thấy thế nào? Tôi chịu chứ. Tôi cũng mến cậu ta ngay từ buổi gặp đầu tiên. Cậu ấy rất tốt bụng, thật thà và đáng mến. Nếu cả hai người mẹ đồng ý rồi thì ta cũng không có gì để phản đối. Nhưng quan trọng là hai đứa nó thấy như thế nào thôi. Dạ, cái này tùy vào Tiểu Thư. Dạ, cô mời cha. Con mời mẹ. Một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng, năm đồng. Mà anh đâu tới đây vậy? Tôi làm bên kia kìa. À vậy hả? Mà anh tới đây làm gì? Vợ tôi á cho tôi 5 đồng. Kêu tôi đi mua bán làm ăn. Nhưng mà tôi đi từ hồi sáng tới giờ á, chưa có gì để mua hết trơn á. Vậy 5 đồng của anh đâu? Nè, 5 đồng của anh hả? Trời ơi, có 5 đồng mà anh mua được cái gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Vợ tôi kêu mua đủ 5 đồng thôi. Nếu mà mua nhiều á là vợ tôi la tôi á. Vợ anh? À. La anh? À. Trời đất ơi, sao mà tội nghiệp anh dữ vậy? À. Vậy anh có cái gì bán cho tôi không? Để tôi mua lẹ lẹ tôi về. Để không thôi vợ tôi la tôi nữa. À. Tôi bán cho anh đó hả? À. Ha ha ha.
Kìa, anh thấy cái đàn vịt ở đó không? Đâu? Thấy không? Đó, cái đàn vịt đó đó, nguyên một đàn vịt luôn đó. Ờ, kìa nó. À, thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi, ủa đẹp ghê luôn á. Đẹp không? Quá đẹp luôn, đúng không? Quá. Ừ. Trời ơi, nào nấy mập thương cũng sợ luôn. À, cái bầy vịt đó đó, cái bầy vịt đó là của tôi đó. Ờ, bầy vịt của anh hả? Đúng rồi, bầy vịt đó là của tôi. Ồ, hồi thương của ta. Nó, tôi bán hết cái bầy vịt đó cho anh đó ha, 5 đồng. Nguyên một bầy vịt anh bán có 5 đồng. Đúng rồi, 5 đồng nguyên một bầy vịt. Nguyên bầy vịt anh bán có 5 đồng. Đúng rồi, là 5 đồng nguyên một bầy vịt. Anh bán cho tôi đi. Ừ thì tôi bán vịt này, anh đưa tiền cho tôi đi nè. Ô khoan, sao vậy? Anh đi bán vịt cho tôi đi, tôi mới đưa tiền cho anh. Vịt đó tôi nuôi nó lâu rồi, nó gắn bó với tôi cũng lâu rồi, nó mến tay mến chân với tôi. Bây giờ bắt nó đem bán cho người ta, tôi đâu có nỡ. Xa nó tôi cũng đâu có nỡ đâu. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Tội nghiệp quá. Thôi vậy, anh cầm tiền nè, anh đi đi, đi đuổi bắt cho. Sau này anh nhớ chăm sóc bà dịch cho tôi nha. Mà nè, anh nhớ chờ tôi đi khuất rồi anh hả bắt. Nếu không á, nó quay qua nó mà thấy tôi đi á, nó buồn, nó đau khổ lên biết không? Đúng rồi, thấy thương quá. Thôi đi đi. Thôi, để đuổi bắt cho. Tôi đi. Thôi. Sau này anh nhớ chăm sóc đàn vịt cho tốt phải không? Ừ, tôi đi. Tội nghiệp anh ấy quá à. Thôi bây giờ mình phải bắt bầy vịt đem về lẹ mới được. Vịt, tụi bay đâu vậy? Tao mua tụi bay 5 đồng rồi đó. Tao là chủ tụi bay nè. Tụi bay đi, rồi sao tao bắt? Quay xuống đây đi, để tao bắt. Tụi bay bay lên chân hả? Tụi bay ơi. Trời ơi, mất tiêu 5 đồng rồi. Cái gì? Anh có biết đó là vịt trời không? Vịt trời á, nó gặp người thì nó sẽ bay lên trời. Chứ đâu phải là vịt nuôi đâu mà bắt được. Anh bị người ta gạt lấy 5 đồng rồi đó, chồng ơi là chồng. Chồng đâu có biết đâu, hắn chỉ đàn vịt của hắn, cho nên anh mới đưa 5 đồng. Hèn chi, anh thấy cái gì mà rẻ ơi là rẻ. 5 đồng, nguyên cái bài vịt. Khổ ghê á. Chồng người ta thì buông cái này bắt cái nọ. Chồng mình thì cầm tay chỉ gì cũng không xong. Đưa tiền cho đi buôn bán thì người ta gạt. Sao số tôi bạc mất vô phần nữa không biết. Hay là từ nay anh nhịn cơm rồi coi như là bù lại 5 đồng cho vợ nghe. Hay là chồng đi làm kiếm tiền rồi trả lại cho vợ đúng 5 đồng rồi thôi. Anh làm được cái gì mà làm? Không khéo đổ bể, người ta lại bắt đền tôi nữa.
Vô rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay tôi có làm dịch kho gừng cho anh đó. Ăn dịch hả vợ? Ờ, dịch nuôi chứ không phải dịch trời của anh đâu. Thằng chồng của em á, thiệt là không có nên thân. Làm cái gì cũng không ra ngô ra khoai mà lại chẳng hiểu nữa chứ. Thiệt là thấy thương cho em á. Đẹp người lại giỏi giang chứ có phải đồ bỏ gì đâu mà vướng phải cái thằng chồng đần độn anh hại. Mua không được thì bán. Em mới dệt xong mấy tấm vải nè, mình đem ra chợ bán cho em nghe. Vải giờ đẹp quá. Nghe em dặn nè, một tấm á là 4 quan, không thêm không bớt nha anh. 4 quan một tấm, 4 quan một tấm, một tấm 4 quan, không thêm không bớt. Đúng rồi, một tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á là 12 quan. Chồng nhớ chưa? Lặp lại cho em nghe coi. Một tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á 12 quan. Đúng rồi. Nè, ở đây là có 3 tấm, chiều mang về cho em 12 quan nha. Nhớ rồi vợ. Anh ơi, chợ tan rồi, sao anh không về đi? Có con ma nào đi chợ nữa đâu mà mua đồ anh bán làm chi? Tôi chưa bán hết vải mà. Ôi trời, nói với anh mệt quá à, chợ tan hết rồi mà bán cái gì? Thôi, tôi đi về trước rồi nha. Không được. Vợ dặn chừng nào bán hết vải mới về. Không hết là không về. Đúng rồi. À! À! Ông! Ông mua vải con đi ông. Ông mua vải con đi. Dạ, 1 tấm 4 quan, 2 tấm 8 quan. Dạ. Ông mua giúp vải em còn nha. Chợ đã tan rồi, sao anh còn ở đây? Dạ, à, vợ con dặn á, chừng nào bán hết vải mới về. Không hết là không có gì à. Ông mua giúp em còn nha. Vải này ai dệt mà khéo thế? Dạ vợ con. Vậy hả? Dạ. Vợ dệt, chồng bán. Dạ. Thật là tâm đầu ý hợp. Dạ. Vải này bán làm sao? Dạ, 1 tấm 4 quan, 2 tấm là 8 quan, 3 tấm 12 quan, đúng không? Dạ quá đúng luôn. Sao ông thông minh vậy? Con chưa nói mà ông đã biết rồi. Thì cứ vậy mà tính lên, có gì đâu khó. Dạ. À, ông mua giúp một con nha. Ừ, ta sẽ mua 2 tấm. Dạ, 2 tấm. Ờ, 8 quan. Ờ, 8 quan. Dạ. Nhưng ngặt nổi ta không có mang tiền theo. Anh có thể theo tôi về nhà lấy tiền được không? Dạ được. Ừ, nhưng mà không, ông mua có 2 tấm mà, vậy còn 1 tấm nữa, con phải bán hết 1 tấm con mới về được. Không hết là không về. Ông mua có 2 tấm thôi, vậy ông mua giúp con tấm mới đi. Không không, ta chỉ cần 2 tấm mà thôi. Con không chịu đâu. Hay là ông chờ con bán hết tấm vải này, con theo ông về nhà lấy tiền. Thôi được rồi, ta có cách đây. Dạ, cách gì? Một chốc nữa người bán xong rồi hãy đến nhà ta mà lấy tiền, được không? Dạ được. Ông quá hay. Ừ. Dạ, nhưng mà con biết nhà ông đâu. Ta sẽ chỉ chỗ cho. Nhà tôi ở chỗ chợ đông không ai bán. Chợ đông không bán. Chỗ kèn thổi tò le. Kèn thổi tò le. Chỗ cây tre một mắt. Cây tre một mắt. Ừ. Chút nữa đến nhà tôi lấy tiền nha. Chợ đông không bán. Ừ. Cái đó là ta.
Ừ. Cái đeo mắt. Ừ. Chúng nó đến nhà ta lấy nha. Vậy đâu không bán? Vậy hết rồi ta. Cái đeo mắt. Chồng đã bán hết giải chưa? Tiền đâu? Chồng tìm ông ta khắp nơi luôn, nhưng mà không gặp ông ta ở đâu. Chắc là chồng gặp phải phường bị bợm rồi. Sao do buồn cho nên không dám về. Nhưng không về tối biết ngủ ở đâu. Vợ đừng la chồng tội nghiệp, tại vì chồng thấy ông ta ăn nói đỉnh đạt từ tốn, chồng không nghĩ là ông ta lường gạt chồng. Ông ta có chỉ nhà mà chồng thì không có ra. Ông ta chỉ như thế nào? Ông ta nói cái nhà mà ông ở là ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ càng thổi tò le, chỗ cây tre một mắt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ông ta không có gạt anh đâu, tại vì anh tìm không ra thôi. Ủa vậy hả? Chợ đông không ai bán, nghĩa là cái trường đông người nhưng mà chỉ có học chứ không có bán. Càng thổi tò le là cái bụi lao, khi gió thổi nghe như tiếng kèn sáo. Còn chỗ cây tre một mắt là bụi hành hay bụi tỏi gì đó. Là sao vậy? Ngày mai á, chồng đi tìm cái trường học có bụi lao trước cửa và có một cái giường hành. Đó là nhà của ông già đó, chồng cứ đến đó mà đòi tiền. Tả thế chi, tả thế chi, hiểu dạ ông già. Ông già ơi, thầy bấm bấm quà tôi lấy tiền. Mời anh uống trà. Tôi tìm nhà ông suốt buổi chiều ngày hôm qua luôn mà tìm không có được. Sao giờ anh lại tìm được nhà tôi? Đố không biết. Là sao? Vợ đụng mắt á. À, ông đừng tưởng bở nha, vợ tôi cái gì cũng biết hết trơn á. Tôi vừa nói một câu ông nói á là vợ tôi phán một câu liền à. Dễ ẹt. Có gì đâu khó. Té ra anh tìm được nhà tôi là nhờ vợ của anh. Người đàn bà này hẳn là thông minh tài trí, ít người sánh kịp. Thôi, để thử công cho anh. Sẵn dịp, tôi đãi anh một bữa cơm rồi hãy về. Ha? Không chịu, trả tám quan đi về. Đúng rồi, tám quan. No quá. No rồi phải không? Dạ. Thôi bây giờ tôi về, ông trả tiền hai tấm tám quan. Tôi về chấm thoa kẹo và đu chăm. Đây tôi để sẵn ở đây, trả cho anh tám quan đi.
sẵn tôi gửi biếu cho vợ anh món quà. Mày dạy tôi, ông đâu biết mặt dạy tôi đâu cho quà. Tôi chưa gặp nhưng cũng xem như là kỳ phục địch thủ. Dạ tôi không hiểu. Anh kêu về đưa cho vợ anh, nhưng mà nhớ đi giữa đường đừng có dở ra xem nghe. Cảm ơn ông. Tôi về. Thôi anh về. À. Nàng ta xem ắt sẽ hiểu ý ta gửi gắm. Anh lấy được 8 quan tiền nè vợ ơi. Vợ ơi vợ, lấy được 8 quan tiền. Vậy hả? À. Trời ơi mừng quá. Đúng rồi. Chụp tìm nhà dễ không? Dễ à. Vậy hả? Theo lời vợ á thì ra ngay thôi à. Nhưng mà ông ta có hỏi chồng á là tại sao biết. Rồi chồng thiệt tình nói là vợ chỉ. Rồi ông ta có vợ gửi biếu vợ này nè. Biếu vợ này nè. Cái gì vậy chồng? Biếu vợ á. Biếu vợ. À. Cầm cầm đi. Quái gì thiệt. Tại sao có một bông hoa lài mà cắm bãi phân trâu? Cái nhà này đúng là khó hiểu. Chỉ nhà cũng chỉ xa gần. Rồi biếu quà thì cũng biếu quái vậy thiệt. Không hiểu nổi luôn. Cô là người đàn bà thông minh, tài sắc vẹn toàn. Sao lại lấy một người chồng ngu si đần độ thế kia? Chẳng khác nào bông hoa lài cắm vô bãi phân trâu. Thưa thầy, học trò xin phép về. Ừ, con về. Thôi chết. Ta đã đùa quá trớn rồi. Có khi câu nói đùa tưởng chừng như vui chốc lát là trở thành tai họa. Câu nói ẩn ý qua lại cấm bãi phân trâu xét ra thật là ác độc. Nếu người vợ thuận chí liều thân ngoại thể thì ta sẽ có tội lớn với danh giáo. Nếu người vợ uất ức mà sanh ra hành động nông nổi thì ta là người ân hận suốt đời. Không được, ta phải lập tức đi tìm hai vợ chồng chàng công đó mới được. Thân thế của ta thật chẳng ra gì. Trên đời có biết bao nhiêu người khôn ngoan tài giỏi, sao lại không chọn là đi cho một người u mê đần độn. Bao nhiêu người chê cười khinh bỉ sau lưng, mà ta cứ mặc. Ta có phải là sai lầm khi chọn kiếp này để sống? Thôi đi chết phước cho xong. Một mình vậy? Chồng thím đâu rồi? Thôi không ổn rồi.
rồi, thôi để đi kiếm chú hai mới được. Ôi, dạ, trời ơi, cái xin, ông kia. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Đi mà sao không chịu ngó đường vậy? Biết người ta gấp lắm không mà cứ tràn ràng hoài vậy à? Dạ, xin lỗi chị. Mà sẵn đây tôi nhờ ông một việc nha. Chuyện gì hả chị? Ông canh chừng cái người đàn bà này giùm tôi nha. Đó. Dạ dạ. Nếu mà cổ có lỡ mà dại dột gì đó thì hãy ra sức cố sức mà giữ cổ lại nha không? Dạ được rồi. Muốn biết buồn vui cái chuyện gì á mà ra đó đứng khóc cười có một mình à. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Ủa, chị biết chồng của cô ta sao? Biết. Hai vợ chồng ở cuối xóm này nè chứ đâu. Người vợ á thì dệt vải. Còn người chồng á khờ câm mà chẳng có làm ra được cái tích sự gì hết á. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Vậy chị mau kêu chồng cô ta lại đi đi. Sẵn đây cho tôi mượn cái nôm này nha. Rồi để tôi đi kiếm chồng cô ta coi. Nè cô kia. Nè cô kia, sao cô lội xuống sông vậy? Rồi cá cho sợ cá quảng nó chạy tuốt hết chân rồi sao tôi bắt? Cô có mau lên không? Cô có mau lên không? Hay là tôi kéo cô lên nè, hay là kéo lên. Đúng là đồ phá đám à. Buông ra để cho tôi chết đi. Buông ra để cho tôi chết đi. Nè, tôi có chết thì chỗ khác mà chết. Ở đây để tôi bắt cá tôi sống chứ. Buông tôi ra để tôi chết đi. Nè. Ôi, cá ơi. Cá lớn, cá nhỏ. Mau chui vào vỏ, bắt mang. Chồng mình tuy hơi dài nhưng mà cũng không như ông già này. Xét ra trên đời cũng có nhiều người đần độn hơn chồng của ta. Ca lớn ca nhỏ, mau chui vào vỏ, ta bắt sang. Ca lớn ca bé, mau chui vào vỏ, để ta bắt ta ăn. Ca lớn ca bé, ca lớn ca nhỏ, mau chui vào vỏ. Vợ dạ, vợ làm gì vợ đứng ở đó vậy? Sao vợ không lên? Vợ đừng có nghĩ dại mà bỏ anh chứ vợ. Vợ bỏ anh đi sống với ai đây? Vợ lên đi vợ. Vợ ơi vợ. Ui dào vợ. Vợ lên đi vợ. Ta bắt tàng. Vợ lên đi. Ta lên ca bé. Dạ. Em xin lỗi vợ nha. Vợ đừng có nghĩ vậy. Vợ bỏ anh. Anh hứa với vợ đừng để anh lên người muốn giúp vợ một tay. Anh đâu có làm vợ buồn vợ giận thế đâu. Vợ đừng có bỏ anh nha vợ. Anh thương vợ vợ ơi. Ủa, ông thầy đâu? Chào anh. Chính ông mày tặng mình gói quà nè. Ủa, sao ông quỳ trước mặt gia chồng luôn vậy? Xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Vì muốn chứng tỏ tài trí hơn người, cho nên tôi phạm một sai lầm không thể tha thứ được. Một câu bông đùa vô tâm, không đúng lúc đúng chỗ, nó sẽ trở thành ý nghĩa xúc xỉm mà tổn thương đến người khác. Ông này nói gì vậy vợ? Ông đứng lên đi. Ông quỳ như vậy vợ chồng tôi tổn thọ lắm. Ông nhận ra và chạy đến đây kịp lúc. Thật ra tôi mới là người biết ơn ông đã giúp tôi nhận ra đạo lý vợ chồng
quan quan thư cư tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử mà hảo cầu. Cha, mẹ, cha mẹ chẳng may mất sớm, để lại hai anh em tụi con côi cút. Cha mẹ sống khôn thác thiên, hãy phù hộ cho hai anh em tụi con lúc nào cũng mạnh dỗi nha cha mẹ. Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu mà thục tử, quân tử hảo cầu. Anh hai, mới sáng sớm mà anh đã rượu chè rồi sao? Nhậu gì đâu mà nhậu, chú không thấy tôi đang đọc sách Thánh Hiền sao? Nè, đọc sách Thánh Hiền là phải nhâm nhi cho nó ra kẻ sĩ, đúng không? Đó, cằn nhằn cái gì mà cằn nhằn. Kẻ sĩ, ừ, sách Thánh Hiền, nhưng mà có thật mới giật được đạo đó anh hai. Tối ngày á, tôi thấy anh hai á chỉ ăn chơi, tụ tập, có học hành gì đâu. Như vậy á thì kẻ sĩ sống bằng cái gì hả anh hai? Chú á, chú hiểu gì kẻ sĩ, sách Thánh Hiền mà chú nói. Chú làm sao mà chú biết được quân tử thực vô cầu bảo, cư vô cầu an là tôi nè. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Phàm phu tục tử như chú thì làm sao hiểu được sâu xa của cái sách Thánh Hiền. Tôi nói cho chú biết nè, câu đó có nghĩa là như vậy. Đã là người quân tử thì ăn không cần phải no, ở không cần phải thoải mái, hiểu chưa? Anh nói nghe hay quá ha. Ừ. Ăn không cần phải no. Đúng. Ở không cần phải thoải mái. Ừ. Không có sách Thánh Hiền nào mà dạy kỳ cục vậy á. Chỉ có anh á, anh suy nghĩ bậy bạ vậy thôi. Mà nè, anh đọc mấy cuốn sách này chi vậy? Thì để làm kẻ sĩ, để đi làm quan chứ chi. Làm quan? Ừ. Từ lúc mà cha mẹ còn sống cho đến lúc mà cha mẹ chết đi, tôi thấy tối ngày anh chỉ tụ tập ăn chơi thôi, không làm chuyện gì ra hồn. Ở đó mà làm quan, thôi anh ngồi ở đó mà làm kẻ sĩ rồi mai mốt làm quan đi. Bây giờ tôi phải ra ruộng, tôi thăm ruộng đây, kiếm cái gì á bỏ vô bụng, rồi kiếm cái gì á để nuôi cho anh làm kẻ sĩ. Ê, ê, mày vừa thôi kìa mày. Cái thằng kia mày vừa thôi kìa mày. Mày nuôi anh hai mày được mấy ngày, mày lên mặt với tao hả? Rồi để tao sẽ ráng học, tao thi đậu làm quan, tao có thật là nhiều tiền cho mày khỏi khi dễ tao. Nhưng mà cách nào đây, cách nào mới làm quan được? Chỉ có tìm một cách lẹ nhất mà có thật nhiều tiền. Có cách rồi. Ta đã có cách rồi. Ta đã có cách rồi. Ba má ơi, ba má phù hộ cho con nha. Phù hộ cho con có thật là nhiều tiền. Con làm chiến này, con làm ăn chiến này chúng thật lớn nha ba má. Con nhớ là thằng em con nó giấu tiền đâu đây nè. Xin lỗi ba má. Ừ, không có. Xin lỗi ba. Không có luôn. Chỉ còn có má thôi. Ba má đúng là linh tiên. Mày hớt tốt rồi con ba má. Con cảm ơn ba má. Mày giấu hả con? Không có cửa giấu đâu con. Đống tiền này tao sẽ làm một dáng thật lớn, rồi để tao sẽ giàu to. Tao sẽ giàu to cho mày khỏi khi dễ anh mày. Chú ba, chú ba, anh hai đúng là có lỗi với chú ba mà. Không thay anh hai không nghe lời chú, anh mê cờ bạc cho nên chú mới ra nông nổi như thế này, nhà cửa tiêu tan hết trơn. Anh không dám nhìn mặt chú ba nữa đâu.
bảo trọng nha. Nay sao kỳ cục vậy ta? Quăng từ sáng giờ không dính một con cá nào hết. Ủa cá nó kéo đi đâu hết trơn rồi trời. Vậy là mình qua bên kia mình quăng tiếp. Ê cha, chắc là bầy cá lớn đây. Có con cá vàng. Ta đã bắt được một con cá vàng. Xin đa tạ ân nhân đã cứu mạng. Nàng lại sao lại xuất hiện nơi này? Xin ân nhân đừng sợ, thiếp vốn là tiên nữ trông coi vườn thượng uyển ở thiên đình. Nàng nói sao? Nàng là tiên nữ trên cung đình hả? Vậy thì sao không ở trên cung đình mà lại xuống đây chui vô lưới của ta chứ? Chuyện là như vậy. Một hôm từ thượng giới, thiếp nhìn xuống đây thấy cảnh sông nước hữu tình đẹp nên thơ, nên đã xin phép Ngọc Hoàng cùng 6 chị em nữa xuống đây vui chơi tắm mát. Không ngờ trong lúc sơ ý đã bị Long Dương dùng phép thuật biến thiếp thành con cá vàng và giam thiếp vào cung điện của hắn. Có chuyện như vậy nữa hả? Rồi sao nữa? Thế rồi Long Dương giở trò càng quấy, ép thiếp phải làm cung phi cho hắn. Thiếp phải dọa kiện hắn là Ngọc Hoàng thì hắn mới để cho yên, nhưng vẫn giam lỏng thiếp trong cung điện dưới đáy dòng sông này. Hôm nay nhân lúc hắn uống rượu say, thiếp định trốn ra nhưng không có cách nào trốn ra được. May sao kịp lúc ân nhân quăng lưới, thiếp đã trốn vào lưới của ân nhân nên mới thoát ra được. Rồi bây giờ nàng phải bay về trời hay sao? Dân thương nhân, thiếp phải về trời ngay bây giờ để trình diện Ngọc Hoàng và tâu với ngài trị tội càn quấy của Long Dương. Nàng không cần gọi ta là ân nhân, chuyện ta cứu được nàng cũng là do tình cờ mà thôi. Ân nhân quả là người nhân đức hiếm có. Trước khi về, thiếp xin ban tặng ân nhân 7 điều ước để đền ơn. Đã nói là không cần nàng phải gọi ta là ân nhân nữa, và cũng không cần phải đền đáp ta điều gì cả. Thôi nàng hãy mau mau về thiên đình đi, chứ không á Ngọc Hoàng á sẽ trông mong đó. Bây giờ chàng làm theo thiếp nha. Để làm gì? Chàng làm đi. Rồi đó. Đang làm cái gì vậy? Thiếp thật là may mắn mới gặp được người nhân đức như chàng, nên thiếp vừa tặng chàng 7 điều ước. Một là để đền ơn, hai là để chàng sử dụng vào chuyện có ích. Chàng muốn ước gì cũng được tội nguyện. Nàng nói sao? Nàng vừa tặng cho ta 7 điều ước hả? Và ta muốn ước điều gì cũng được hả? Đúng vậy, chàng muốn ước gì với 7 điều ước này cũng được. Lại còn có thể tặng điều ước này cho người khác nữa. Muốn tặng ai bao nhiêu điều ước, chàng cứ làm như thiếp vừa làm với chàng là được. Nhưng thiếp xin chàng chỉ tặng cho những ai thật sự xứng đáng. Bây giờ thì thiếp xin cáo từ, hẹn sẽ sớm tìm lại chàng. Nàng sẽ quay lại đây tìm lại ta sao? Đúng vậy, nhờ có duyên kỳ ngộ ngày hôm nay, giờ thiếp đã là người của chàng. Nhưng thiếp sẽ về thiên đình tâu rõ với Ngọc Hoàng rồi mới trở lại làm vợ của chàng được. Nàng nói sao? Nàng sẽ quay lại đây và sẽ làm vợ của ta sao? Tiên nữ, lực trời đã định, chúng ta có duyên phận với nhau. Chàng đã cứu mạng thiếp thì mãi mãi thiếp sẽ là vợ của chàng. Chàng mau về đi, thiếp sẽ sớm trở lại tìm chàng.
Thiệt là kỳ lạ. Chuyện vừa rồi có thiệt hay sao ta? Nàng, nàng đúng là tiên nữ thiệt sao? Nàng nói là nàng sẽ quay trở lại làm vợ ta thiệt hả? Ta không có tin đâu. Chắc không có chuyện nó xảy ra đâu. Lúc nãy nàng nói nàng cho ta 7 điều ước, vậy tại sao ta không sử dụng thử một điều ước xem coi có đúng sự thật hay không ta? Nhưng mà bây giờ mình ước điều gì bây giờ? Đúng rồi, điều ta cần nhất bây giờ là có được một chỗ ở đàng hoàng. Hồi nãy nàng chỉ mình sao ta? À, giơ cánh này lên. Đây đây, để phải. Điều ước đầu tiên của ta cần đó chính là một căn nhà chắc chắn để ở. Nhưng mà thôi, bây giờ ta nghĩ điều ta cần thiết nhất là chỗ làm, một mảnh đất để ta cày cấy. Còn cái chỗ ở thì mình sắm sửa sao cũng được mà. Điều ước đầu tiên, ta ước sẽ có được một khu vườn và một mảnh ruộng để cho ta cày cấy. Ta có rồi. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Chỉ cần như đây thôi là đủ rồi. Ta có rồi. Chuyện gì hả? Ta nhớ anh hai của ta. Lâu lắm rồi hai anh em không gặp nhau. Không biết dạo này anh hai sống chết như thế nào nữa. Sao chàng không dùng điều ước để gặp lại anh hai? Tại sao ta không nghĩ ra điều đó? Ta vẫn còn 6 điều ước mà. Đúng rồi, ta hãy dùng điều ước để gặp lại anh hai. Cảm ơn Giáng Tiên. Cảm ơn Giáng Tiên nhiều nha. Điều ước thứ hai, ta ước ta muốn được gặp lại anh hai. Trời ơi, đói quá. Có ai nhà không cho tôi xin miếng nước, cho tôi xin chén cơm đi. Tôi đói quá rồi. Ủa ông này, ông đi đâu đây? Chú xin miếng nước đi chú. Đi, tôi năn nỉ chú. Trời ơi, ăn xin ăn mày thì ông ra ngoài, ông đứng. Rồi từ từ tôi cho, sao lại lết qua đây như vậy? Tôi năn nỉ chú mà. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Hả? Dạ cậu, lão này vô đây để mà ăn xin. Thì lấy cho ông ta một bát cơm đi. Dạ. Tôi cảm ơn. Anh hai. Anh hai. Đúng rồi, đúng là anh hai rồi. Anh hai không nhận ra em sao? Em là thằng ba, em của anh hai nè. Nhận ra chứ. Chú ba thì sao? Trời ơi, sao áo đẹp quá vậy? Trời ơi, chú ba cho tôi đây thôi. Trời ơi, sao nhà chú lớn như vậy chú ba? Chuyện dài dòng lắm. Với lại nó có điều kỳ lạ, em sẽ kể cho anh hai nghe sau. À, bây giờ anh hai vô uống nước đi nha. Vô đây. Bỏ đi. Vô đây. Vô đây uống nước đi. Chuyện là vậy đó anh hai. Anh hai có thấy kỳ lạ không? Chuyện mà chú nói thật là kỳ lạ. Đúng là có 102. Chú thật là tốt số đó. Cho đến bây giờ em vẫn không tin đó là sự thật. Em cứ nghĩ là mình đang nằm mơ. Anh hai, đây là Giáng Tiên, là vợ của em, người mà em mới vừa nói cho anh hai nghe đó. Còn đây là anh hai, anh của ta đó. Em chào anh hai. Thank you.
đâu dữ vậy? Biết đi đâu sáng giờ mà. Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ mà quân tự hảo cầu. Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu mà thục nữ quan quan. À, chú Ba. Anh Hai đang học bài à? À, đang học bài. Chú Ba ngồi, chú Ba ngồi chơi, chơi. Thôi, anh đang học thì cứ ngồi học đi. Không không, chú Ba cứ ngồi chơi đi mà, chú Ba cứ ngồi chơi đi. Ủa chú Ba đi đi đâu mà trưa nắng vậy hả? Đâu không có đi đâu đâu. Không có đi đâu hả? Bộ anh có chuyện gì phải không? Cũng không không có chuyện gì lớn lao đâu. Có chuyện gì thì anh Hai cứ nói cho tôi nghe đi. Chú Ba cho phép ha. Cũng có một chút chuyện. Anh Hai nhớ là hồi đó chú Ba có 7 điều ước đúng không? Dạ đúng rồi. Mà chú Ba xài hết 2 điều ước rồi. Dạ phải. Bởi vì chú Ba có nhà cao ha, cửa rộng ha, vợ đẹp. Nhưng mà điều đó liên quan gì? Liên quan, chút xíu nữa liên quan nè. Cái 5 điều ước kia là chú Ba chưa có dùng tới. Em đâu có chuyện gì quan trọng mà phải dùng đến 5 điều ước đó. Nhưng mà anh Hai có công chuyện cần dùng tới năm điều ước đó. Chứ không mấy chú Ba không dùng, chú Ba nhường lại cho anh được không? Anh có chuyện gì quan trọng mà phải dùng đến 5 điều ước đó? Không phải như vậy nè. Tôi nghĩ gì nè, tôi nghĩ tôi với chú Ba là anh em ruột thịt. Thành ra chú Ba không dùng 5 điều ước đó, thành ra chú Ba nhường lại cho tôi dùng chứ không có gì hết á. Nhưng mà anh phải nói cho tôi biết anh cần 5 điều ước đó để làm gì. Thì nói chung là có chuyện cần làm quan trọng, rất là quan trọng nên tôi mới xin chú chứ. Nói chung chuyện này là chuyện riêng của tôi, tôi không tiện nói ra vì chú là anh em ruột thịt của tôi. Tôi mới nhờ tới chú đó. Thôi coi như là chú không cho thôi vậy. Anh Hai, tôi cũng có thể cho anh 5 điều ước đó cũng được, nhưng mà anh cho tôi hỏi ý kiến của Giáng Tiên nha. Cần gì phải hỏi chứ. Chứ không phải là thím đã cho chú những điều ước đó thì chú muốn cho ai dùng thì cho ai dùng chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh 3 điều ước, còn 2 điều ước tôi sẽ giữ lại. Thôi 3 rưỡi đi. Hả? Không được. Thôi cho tôi 4 điều đi. Chú giữ là 1 điều thôi. Được không? Thôi được, tôi sẽ cho anh 4 điều ước. Nhưng mà anh phải hứa với tôi là anh không được sử dụng 4 điều ước đó một cách bừa bãi, có được không? Tôi hứa, tôi không sử dụng bừa bãi đâu. Bây giờ anh đưa tay trái ra đi. Đưa tay trái ra. Tay phải để lên đầu. Tay phải để lên đầu. Đúng rồi. Anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Rồi đó. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Ủa sao mình ngu vậy mình không biết à? Nếu biết mình lấy mình làm sớm hả? Nhưng mà anh Hai, hả? Anh nhớ là anh không được sử dụng 4 điều ước này một cách bừa bãi. Chỉ những lúc mà cần thiết, hệ trọng thì anh mới đem 4 điều ước này ra để mà dùng nha. Vậy là kể từ bây giờ tôi muốn ước gì cũng được đúng không chú Ba? Đúng rồi. Tôi đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà anh Hai, anh Hai ơi, chỗ này ngon rồi. Ôi trời ơi, chỗ này chỗ đã quá vậy ta. Chỗ này êm nghe. Ây da, trời ơi. Wow, đúng rồi. Đúng là chỗ này rồi. Chỗ này ta sẽ thực hiện những điều ước. Điều ước ta sẽ thành sự thật. Ở đây là đúng là chỗ để cho ta xây dựng nhà cửa. Bắt đầu ta ước. Ta xin ước cho ta được một ngôi nhà to như nhà Dương phủ. Ơ mà không được, nó phải bự gấp đôi hơn nhà Dương phủ. Đúng rồi, mà cũng còn thiếu, nó phải nhìn như là một bậc đế vương. Mà còn nữa nha, còn trong nhà là phải vàng bạc châu báu. Vàng bạc châu báu thật là nhiều. Còn nữa, tùy tùng nam và nữ, coi như là
tại hai người. Ta mong ước điều ước thành sự thật. Ủa trời ơi, Lãng hả? Sao nhớ ước rồi mà sao không có gì hết vậy? Nhớ rồi, nhớ rồi. Nó chỉ mà mình quên rồi. Đúng rồi, điều ước phải như gì? Ta xin ước cho ta được những gì sự thật dỗ vô đầu như coi. Vô mắt thiệt. Đúng là nhà giàu có khác à. Muốn ăn thì cứ ra ngoài đường ngồi ăn là ra. Ra ngoài sân ngồi ăn là ra. Có người bưng tới cho mình ăn, có người dọn lên cho mình uống. Trời ơi, gì còn sướng gì nữa, còn đòi hỏi gì nữa. Đâu cần phải đi đi. Dạ, em mời lão gia à. Cứ để đó cho lão gia. Trời ơi, sao xấu như vậy? Sao ngày nào cũng gặp khuôn mặt này hết vậy trời? Chán không chứ, tôi thấy tôi chán lắm rồi nữa nè. Dạ. Em mời lão gia. Ừ, để đó. Trời ơi, trời ơi, tối ngày gặp hai khuôn mặt này hoài vậy? Đổi giùm tôi hai khuôn mặt mới giùm tôi coi. Ờ, mình còn nhiều điều ước mà. Mình sẽ ước cho tôi gặp hằng nha. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng là cũng chăng rồi. Má có gì? Thế nào gặp đứa hằng nha. Gì kỳ vậy? Thôi đừng có quan nữa. Tối ngày gặp hoài. Ủa sao tôi ước rồi mà không thành sự thật? À, mình ước sai rồi. Mình phải bắt chước thằng em của mình. Nó đã dặn mình ước sao, mình phải làm đúng như nó, mình mới gặp được hằng nha. Đúng, cho tôi xin được gặp hằng nha. Ở đây là đâu vậy? À, đúng rồi, ta ước ta được lên cung trăng mà. Đây rồi. Mà sao lạnh dữ vậy trời? À, đúng rồi, lên cung trăng phải có Hằng Nga. Hằng Nga ơi, Hằng Nga, nàng đang đâu? Hằng Nga, Hằng Nga thì phải có chú Cùi. Chú Cùi ơi, Hằng Nga à. Ôi ơi, sao không thấy ai gì? Trời ơi, sao mà nó lạnh dữ vậy trời? Không được rồi, chỗ này không được rồi, ta phải đi chỗ khác mới được. Đúng, phải có mặt trời cho nó ấm áp lại. Chúng ta trở về với mặt trời đi. Chúng ta trở về với mặt trời. Ủa sao không được? Ờ, ta còn đi ước mà. Ta còn đi ước mà, đúng rồi. Ta sẽ ước trở về với mặt trời. Trời ơi, Gì mà trái vô mắt ta dữ vậy? Sao do mặt trời gì kia vậy? Một mặt trời thôi chứ hai ba cái mặt trời sao chịu nổi? Ừ, nóng quá. Trời ơi,
ta sắp bị đốt cháy. Ta mà còn ở đây chắc ta sẽ thành heo quay quá. Không được, ta phải về nhà. Cho ta miếng nước, ta cần miếng nước. Ta phải được đi tắm, ta phải được đi tắm. Ủa sao còn đây? À, ta còn đi ướt mà. Cho ta ướt, cho ta ướt, ta được về nhà, ta được đi tắm. Có gì đó xuống kìa, như bự lắm. Không phải đâu, người đó, xuống cứu người ta đi. Hình như như cái mặt quen quen. Ai như vậy? Chú Hai kìa. Hả? Chạy chạy về nhà kêu chú Ba, vợ chồng chú Ba lại đây. Dạ, đi. Dạ, dạ. Để lên. Anh Hai. Anh Hai ơi, anh Hai. Anh Hai ơi. Tỉnh lại anh Hai ơi. Bỏ mất ra nhìn em đi anh Hai. Anh Hai. Anh Hai tôi làm sao vậy? Vô ích thôi. Không còn cứu đỡ được đâu. Ổng chết ngắt rồi. Không thể nào. Anh Hai tôi không thể nào chết được. Anh Hai. Anh Hai mở mắt ra đi mà anh Hai. Anh Hai tỉnh lại đi mà anh Hai. Anh Hai ơi. Anh Hai. Anh Hai có nghe tôi nói gì không anh Hai? Xin chàng bớt đau lòng đi. Anh Hai đã ra đi rồi, không còn cứu được nữa đâu. Vợ chồng mình đem Hai về lo hậu sự đi. Anh Hai ta không thể nào chết được. Giáng Tiên ơi. À, nàng là tiên nữ, nàng hãy dùng phép thuật giúp cho anh Hai ta sống lại đi Giáng Tiên. Ta xin nàng đó. Chàng quên rồi sao? Bây giờ thiếp đã là người phàm mắt thịt rồi, không có còn phép thuật nữa. Vậy thì bây giờ không còn cách nào để cứu anh Hai của ta sống lại sao? Anh Hai ơi. À, ta nhớ rồi. Ta vẫn còn một điều ước. Đúng rồi, ta còn một điều ước. Ta sẽ dùng điều ước đó để giúp cho anh Hai ta sống lại nha Giáng Tiên. Chàng chỉ còn một điều ước đó thôi. Nhưng chàng cứ tùy ý sử dụng, không cần phải hỏi thiếp đâu. Vì thiếp tin là chàng luôn làm điều đúng. Giáng Tiên à, ta sẽ dùng điều ước cuối cùng để cứu sống anh Hai của ta. Điều ước cuối cùng của tôi ước cho anh Hai của tôi được sống lại, khỏe mạnh lại bình thường. Ta đang ở đâu đây? Ta chưa bị nướng chín đen thui hả? Anh Hai, anh Hai không có bị nướng chín, mà chút xíu nữa anh Hai làm mồi cho Hà Bá rồi đó. Em ba. Anh Hai. Anh Hai tỉnh lại em mừng lắm. Anh gặp em anh cũng mừng quá. Vừa rồi anh bị rớt xuống sông, đã chết đuối rồi đó. Nhờ có người vớt anh lên, và nhờ có điều ước cuối cùng của chồng em mà anh mới được hoàng thế đó. Còn nhà cửa, cơ ngơi của anh đâu? Anh không còn nhà cửa gì hết, vì anh đã sử dụng điều ước một cách vô nghĩa và bừa bãi, nên phép tiên cũng bị tiêu tán. Thật có lỗi với chú thiếp. Ta đúng là kẻ phá hoại, chuyên làm khổ cho mọi người. Xấu hổ lắm. Ta xin từ biệt chú thiếp. Từ nay ta không dám gặp mặt chú thiếp nữa. Bảo trọng nghe. Anh Hai. Anh Hai à. Anh Hai không cần phải đi đâu hết. Về nhà đi anh Hai. Nhà nào? Nhà của vợ chồng em. Anh Hai về nhà em, vợ chồng em sẽ lo cho anh Hai mà. Đừng đi đâu hết. Em biết là anh Hai đã biết cái sai và đã tỉnh ngộ rồi. Thiệt là tốt bụng quá. Từ ngày tôi hứa với chú thiếp, không làm chú thiếp thất vọng nữa đâu. Thôi, về nhà thay đồ đi anh Hai. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn mọi người. Đi anh Hai.
ơi, chợ sao bữa nay vắng quá em đó chị. Mệt ơi, dữ vậy trời. Ghé uống nước trà đi, ghé uống nước trà đi anh ơi. Một quán một tấm đi. Đó, trời, mua về cho vợ đi. Anh ơi, ghé uống nước trà anh ơi. Mua giải đi em. Ghé uống hộ ly đi anh ơi. Đợi mua bông lên. À. Nãy bắn được không? Cô ơi cô, ghé mua giỏ đi cô. Giải đẹp nè. Giải này sao vậy chị? Một quan một tấm mà, giải mới về á, giải đẹp đó. Giải đi, giải đi. Một quan một tấm đi. Nè 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 cô. Nơi này á đông người, kẻ tốt người xấu á khó mà lường lắm á. Tiền bạc á cô nên cẩn thận, kẻo á mang dạ vào thân đó nha. Trời ơi chị khéo lo quá à. Tôi nói thiệt nha, cái quân nào mà nó lừa được tiền của tôi hả, tôi kêu nó bằng ông nội đó. Ôi trời ơi, vậy là cô tự tin quá rồi. Thôi giải cũ không à, lần sau nha. Sao bữa nay làm cái gì mà bắn thế? Cô ơi, ghé uống trà nước đi cô ơi. Ghé ngồi uống trà nước đi cô. Cho cô chén trà đi chị. Rồi rồi, có liền. Sao trời nóng dữ vậy không biết. Rồi uống đi cô, uống cho nó mát ha. Cảm ơn chị. Rồi. Váy đẹp, váy lạ mới mua về đây. Làm gì mà nhìn người ta chầm chầm vậy? Bộ anh muốn chết hả? Người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng luôn vậy đó. Đẹp không có bút bực nào tả xiết luôn. Nàng ơi, có ai nói với nàng là nàng đẹp hoa nhiều nguyệt thẹn, đẹp chim sa cá lặn chưa? Anh nói quá làm em ngại. Đó 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 đó, cái nét mắc cỡ đó đó, nó làm cho tim ta xao động dữ lắm. Đâu, để nó coi coi. Đó, chính cái hàng mi đó đó. Nàng thử cụp cái hàng mi của nàng xuống coi. Đó, tức là nhắm mắt lại đó. Đó, từ từ nhắm mắt lại. Khi mà nhắm lại, nó tạo nên một cái vẻ đẹp ma mị, làm cho tim ta xao xuyến vậy lắm nè. Phải chi? Phải chi ta là một nhà thơ, ta có thể làm thơ để tả nên cái sắc đẹp của nàng. Phải chi ta là một họa sĩ, ta có thể họa nên cái chân dung tuyệt trần của nàng. Nàng có biết không vậy nè? Ta chỉ tiếc là ta không phải là một họa sĩ, cũng không phải là một nhà thơ, nên ta đành ngậm ngùi thôi. Ta ngậm ngùi ta nhìn cái nét đẹp của nàng khi nàng nhắm mắt lại. Nàng hãy nhắm mắt lại như vậy, vẫn đứng như vậy, để ta ngậm ngùi nhìn nàng vào xa dần, vào xa dần, xa thật xa. Chàng ơi, em mở mắt được chưa? Chàng ơi, chàng ơi, chàng đi đâu rồi? Sao chàng ra đi mà không có lời từ biệt? Hy vọng là sẽ gặp lại chàng. Chị ơi, tính tiền đi chị. Túi tiền của tôi đâu rồi? Trời đất ơi, túi tiền của tôi đâu rồi? Cô khỏi tìm, cái túi bạc của cô nó đi theo chàng nhà thơ rồi. Tức là cái thằng đó đó, nó tên là thằng Dậu, nó đại biện cái vùng này mà. Nó còn nổi tiếng rồi đào tường khoét vách nữa đó. Thế nó mà muốn trộm cái gì của ai á thì có không ai giữ được đâu. Túi tiền của tôi mới đẹp mới sớm ơi, có ai lấy được túi tiền của tôi lại dùng không? Cái thằng biệt nó lấy cái túi tiền của tôi rồi. Họa sĩ gì, thi sĩ gì, biệt thị ở đây có. Trời ơi, cái thằng ông nội lại đây. Cái miệng thằng nó lấy tiền mất rồi đó. Hồi nãy tôi đã nói rồi mà không nghe, bây giờ mới sáng mắt ra khóc cái gì.
quỷ dậu này nó đi đâu mà giờ này nó cũng chưa chịu giác cái thay nó về nữa. Bất bội hèn, quỷ ma gì đâu không hèn, mày có chết bờ chết bụi á thì mày cũng ráng mày hiện hồn cầm tiền về đây cho tao đi đánh bài chứ, rồi muốn đi đầu thai thì đi. Bất bội gì đâu à, chồng con gì đâu hèn. Được rồi hèn, mày mà về đây á, tao nói tao sẽ tao ngựa, tao nói tao treo ngược hai cái giò mày lên hen, tao bắt một ổ kiến lửa tao cho nó cắn mày đã luôn, tao chế nước mắm vô lỗ mũi mày cho mày biết thân nè nghe, cho mày biết tao ở tao tức quá. Dạo dạo cái gì vậy, cái gì mà kêu réo rú sùm vậy trời trời trời, cái gì dạ. Cười nữa hen. Tao ơi, anh về rồi nè. Thằng gớm không? Nè vợ, anh về rồi nè. Tôi muốn nổ da gà hết trơn trội hèn. Ủa, làm gì mà từ đầu ngõ anh nghe em chu mỏ mà em chửi anh dữ vậy vợ? Vợ thôi mà. Thôi em thổ gì? Vợ yêu của anh mà. Yêu yêu gì? Vợ yêu. Yêu ông nội ông tới yêu. Nghe tôi hỏi nè. Rồi đi từ hồi sáng sớm tới bây giờ là có tiền bạc gì về cho tôi đi đánh bài không? Trời ơi. Làm gì cậu? Cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Thằng này mà bước ra đường á thì làm gì mà mang tay không trở về vậy hen, đúng không? Trời sao chụp lẹ dữ vậy trời, tao ở nghề tôi mà ông. Khoan, đứng lại đây. Cái vậy đi đánh bài về sớm nghe chưa? Biết rồi. Ghé ngoan bà ngang mua tôi ít rượu nghe chưa? Biết rồi mà. Ghé chưa? Trời ơi, có cái tướng bà đi kìa. Trời ơi là trời, sao kỳ vậy ta? Hình như tôi bị quả báo đó. Đi dụ người ta, toàn là dụ người đẹp không à, mà phải đem tiền về cung phụng cái con vợ mình như vậy nè. Đúng là quả báo à. Trang Trang có bánh uống nè, mua ủng hộ con cái đi con. Mua gì anh? Mua ủng hộ con cái đi. Các chồng con đưa anh khỏe quá nè. Mua nhờ mà. Dạ đủ nước đi anh ơi. Ghé có bánh uống nè anh ơi, uống ngon nè anh. Ghé một cái uống ngồi lê, trời sáng dậy nắng ế quá nè. Trời ơi, bánh cũng được mà bánh ngon nè. Anh ơi, anh, ghé mua em có bánh uống đi. Ngon. Nè. Anh ơi, anh tìm gì anh? Ghé uống nước hả anh? Để cô chủ quán cho tôi hỏi thăm. Dạ. Gần đây có cái quán trọ nào để tôi ngủ qua đêm được không ạ? Có anh. Anh đi lại đây một đoạn nè. Anh rẽ trái, anh sẽ nhìn thấy cái bảng hiệu là anh quẹo vô đó. Đi một đoạn để trái. Dạ đúng rồi. Đa tạ. Dạ rượu nước đi, bánh uống bánh đất đây nè anh ơi. Tét đi anh. Dạ. Có liền. Cầu cho ông anh này ông tay qua nặng khỏi đi. Đây anh. Dạ chào ông khách. Chào ông chủ. À, tôi đến đây để mướn thuê một cái phòng trọ để mà tôi nghỉ qua đêm. Về tiền bạc thì không quan trọng lắm đâu, nhưng mà chính yếu là một căn phòng tươm tất là được rồi. Dạ. Ông đến đây thì không phiền lòng gì cả, vì quán trọ của tôi là có tiếng tại vùng này. Dạ. Ở đây kẻ trộm như rươi, tôi có sẵn một cái hòm lớn để khách trọ ai có đồ đạc gì đó thì cất vào hòm đó rồi nằm ôm đó mà ngủ. Ông đưa tay nãy đây tôi cất vào rương cho. Dạ. À, không đâu, tôi có của thì tôi phải giữ được của tôi chứ. Không sao đâu, ông yên tâm đi. Dạ đúng rồi. Đi.
để xem sáng mai ông còn cười to được như vậy nữa hay không ha. Đang ngủ ngon con mèo quậy quá làm mất cái ngủ hết trơn. Phá hả? Phá tao hả? Phá hả? Đẹp hồn kiểu ôm sầm không để trai ngủ gì trơn, mệt quá rồi. Cái này sao ngủ tôi thức sáng luôn như sao giờ ngủ. Mệt cái con mèo thiệt. Thật. Ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ. Chuyện gì mà tối la lối ôm sòng không cho ai ngủ hết trơn vậy ông khách? Tôi đang ngủ rồi có tiếng mèo nó quào chân tôi. Tôi mới đi ra ngoài tôi đi vệ sinh. Khi trở vô tay nãy tiền bạc của tôi mất hết trơn rồi ông chủ à. Đây tôi nói mộng không tin. Tôi nói ở cái vùng này nè, có một tên đại bọn chuyên đục tường khoét vách. Đấy ông xem, cái cửa như vậy đó mà nó đi ra đi vào, chắc chắn là hôm qua nó đã theo dõi ông buổi sớm, đợi tối lẻn vào cửa mất tai nải của ông rồi. Chắc là ngày mai tôi phải kêu thợ đóng lại cái cửa này mới được. Tai này đúng là cao thủ. Khá khen đó. Hắn đã lấy đồ của ông mà ông còn khen hắn à? Không, ông chủ coi như không có chuyện gì đi nha. Đừng có đi khai báo, phiền hà lắm, phức tạp lắm. Tôi có coi như là của đi thay người đi, không sao đâu ông chủ. Nhưng mà trước mắt tôi nhờ ông chủ một chuyện này. Ông chủ ráng kiếm cho tôi một cái nôm và một cái nuốt ngay bây giờ được không? Một cái nôm, một cây đuốc ngay bây giờ. Thank you.
Trời ơi, bữa nay vô mánh chồng ơi. Trời ơi, bạc thơm quá chồng ơi. Thơm không? Thơm. Vậy bà ăn luôn đi. Vô duyên hèn. Ăn coi nó có gãy răng bà không à. Chồng chồng nó nghe nè. Tao nói ai mà dư bạc thừa tiền dữ hay chồng hen. Trời ơi, vậy cũng hỏi nữa. Làm sao mà qua được cặp mắt của chồng bà. Vậy hen. Ừ, ông này chắc chắn là người của tỉnh thành. Vậy hả? Đi buôn đó. Đi buôn mới có nhiều bạc như vậy đó. Đảm bảo giờ này nè. Sao? Ông sẽ hốt hoảng. Ông hốt hoảng sao ông đi báo quan. Ông tin sáng mai đi. Sáng mai rồi coi cái mặt ổng nè. Đi thương lắm luôn ấy. Ai vậy? Ai vậy? Dạ em là đại ca ơi. Đứa nào? Dạ đại ca ơi. Em biết đại ca vừa hưởng bổng lộc, cho nên em đến đi xin đại ca chút đỉnh xài. Hả? Hả? Trời 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 trời. Sao? Trời trời. Trời. Thằng này. Thằng này lâu. Nè nè bà. Đây là sao? Đi tôi coi là cô đó, bà nắm chặt tay nãy này vô. Thằng nào, thằng nào à, thằng nào láo vậy, thằng nào láo vậy à, mày chết với ông, mày chết với ông, mày chạy hướng nào, hướng nào. Chắc chắn mày hướng này nè, tao đập mày chết. Bác hả? Ai vậy?
Dạ em là đại ca ơi. Đứa nào? Dạ đại ca ơi, em biết đại ca vừa hưởng bổng lộc cho nên nè, em đến đây xin đại ca chút đỉnh xài. Hả? Trời 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 trời. Thằng nào? Thằng nào? Thằng nào nói vậy? Thằng nào nói vậy? Hả? Mày chết với ông? Mày chết với ông? Mày chạy hướng nào? Hướng nào? Chắc chắn mày hướng này nè. Tao đập mày chết. Có của thì tôi phải giữ được của tôi chứ. Không sao đâu, ông yên tâm đi. Số bạc, số bạc. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời. Cái gì mà ông như trong gió vậy? Tao ở chồng ơi, mày cái gì vậy? Mày bị cái gì? Cái cách này là cách của tôi mà. Cách của chồng là sao? Mình gặp biệt bợm rồi vợ ơi. Chồng nói gì vậy? Tao ở trong cái lạc mình đó là mày là biệt bợm nhất rồi, còn ai biệt qua mày nữa. Nhưng mà cái này là đại biệt bợm. À. Tập em chút. Dạ, cảm ơn. Chị cũng ngày gặp lại. Ông ơi, ông. Xin ông dừng bước. Tôi biết ông là người dạy tôi bài học ngày hôm qua. Tôi đúng là con mắt mà không biết Thái Sơn, mới dám múa rìu ra mất thợ như vậy. Nói gì tao không hiểu. Tôi nghĩ tài nghệ của tôi là cao siêu lắm. Nên tôi có chút quà mọn này nè. Xin ông đừng có làm đệ tử nha ông. Tôi có chút quà mọn này nè ông. Ông ơi, tôi xin lỗi mà ông. Ông ơi, ông ơi, nhận tôi làm đệ tử đi không? Ông ơi, tôi con xin lỗi ông chuyện hôm bữa đi mà. Ông ơi, ông đứng lại nghe con nói đi mà ông. Ông ơi, ông. Ông ơi, đứng lại nghe con nói đi mà. Ông ơi, ông. Ông ơi, ông. Con làm trộm cắp đã bao năm nay. Con tưởng tài nghề của con cao siêu. Nhưng không ngờ, núi này cao lại có núi cao hơn. Đây có chút quà mọn. Mong ông nhận con làm đệ tử nha ông. Cho em đứng lên đi. Ông nhận con làm đệ tử đi ông. Ta không thích nói chuyện với người quỷ. Đứng lên. Dạ. Thú thật với chú em, ta là một kẻ trộm cắp từ nhỏ. Nhưng ta đã bỏ nghề từ lâu rồi, bởi vì ta thấy một cái công việc không ra gì. Nhưng tại chú em ăn cắp của ta một số bạc, bức bách ta quá, cho nên ta mới sử dụng cái món nghề cũ để đối phó cho em. Còn cái chuyện mà chú em đem lễ vật để kêu ta làm sư phụ cho em á, thôi được rồi, ta nhận. Nhưng nhận đi, mời tất cả bà con mỗi người dùng một chút, chứ không phải nhận chú em làm đại tử. Theo một chí ba cái nghề thực nhân thực đức như vậy chứ hả? Ở ngoài biên cương á, hiện nay đang có giặc. Tao thấy chú em lưng dài chạy rộng nên tham gia giận để cứu dân cứu nước thì hơn. Tao nói vậy chú em có hiểu không? Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn ông. Con đã tạ ông. Không cần đâu. Tao chỉ cần làm đúng như vậy thì tốt. Dạ, con đã tạ ông. Thôi vậy ha. Dạ. Cô đã tạ không? Đã tạ không?